Anabim xin kính chào các bạn. Tiếp tục trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho bạn các công cụ về gióng trong phần mềm AutoCAD 2015. Trong bài học lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn các công cụ về Snap, tức là bắt điểm. Thì ngoài bắt điểm, gióng cũng là một trong những công cụ quan trọng giúp các bạn vẽ chính xác hơn. Thì trong AutoCAD nói chung và AutoCAD 2015 nói riêng thì chúng ta có hai công cụ bắt điểm. Một là công cụ Auto Mode, phím tắt là F8. Hai là công cụ Isowrap, phím tắt là ở đây thì không có phím tắt rồi. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học về cái chế độ Auto Mode này. Hiện tại nó đang được tắt đi. Mình sẽ sử dụng lệnh Line. Các bạn thấy rằng khi chúng ta sử dụng lệnh Line để vẽ thì chúng ta có thể hoàn toàn vẽ theo cái phương chiều tự do thế này. Tuy nhiên khi mình ấn F8 để bật chế độ Auto Mode lên, các bạn thấy rằng chúng ta sẽ chỉ vẽ được theo cái chiều 90 độ mà thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy. Đấy. Đấy là cái chức năng Auto Mode. Đấy, phím tắt F8. Ngoài ra, chúng ta sẽ có cái chế độ Isowrap. Đấy, các bạn thấy kích vào đây. Thì chế độ Isowrap này chúng ta sẽ có các chế độ là Iso Plane Left, Iso Plane Top và Right. Mình sẽ sử dụng chế độ Iso Plane Left trước nhá. Đấy, mình bật nó lên. Mình sẽ sử dụng lệnh Line. Lưu ý rằng cái chế độ này nó sẽ kết hợp với chế độ Auto Mode. Đấy. Và khi chúng ta thử vẽ này, các bạn sẽ thấy khi chúng ta đưa lên nhé, này như thế này chẳng hạn, thì nó sẽ tạo cho chúng ta những cái đường song song để chúng ta có thể gióng như thế này, đấy, 90 độ nhá. Hoặc chúng ta đưa sang trái này, đấy, các bạn thấy không? Thì nó sẽ tạo ra được những cái đường, đấy, có góc nghiêng là 150 độ. Hoặc mình đưa xuống dưới này này, nó sẽ góc nghiêng là 330 độ, đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Việc sử dụng công cụ này sẽ giúp các bạn vẽ được những cái đường có cái góc nghiêng với cái bội số là 30 độ, đấy, các bạn sẽ thấy. Như này chẳng hạn. Đấy. Hoặc chúng ta sử dụng công cụ Excel Plane Top chẳng hạn. Đấy, các bạn sẽ thấy. Phải không? Chúng ta sẽ vẽ được những cái đường góc nghiêng như này. Đấy. Đấy, góc nghiêng đầu tiên nhá là 30 độ này. 150 độ này. 210 độ này. Và 330 độ. Đấy. Hoặc chế độ cuối cùng, chế độ Iso Plane Right. Đấy, nó sẽ ngược lại với top. Đấy, thấy không? Đấy. Nó sẽ gồm 30 độ và 210 độ. Nghĩa là cái bộ công cụ Isowrap này này, nó sẽ giúp cho bạn vẽ những cái đường song song mà nghiêng với một góc 30 độ. Đấy. Và nó sẽ gồm chế độ Iso Plane Left, Iso Plane Right. Đấy. Và cái thằng Iso Plane Top này nó sẽ kết hợp với các cái Iso Plane Left, Iso Right. Đấy. Và lưu ý rằng cái chế độ này nó kết hợp với cái phím F8 Auto Mode. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về các chế độ gióng trong cái phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.